Lê Thị Miễn, mày bảo là fan của Sơn Minh Tệ muốn rủ fan của cô Phương Hằng xuống đường để lật đổ chính quyền đúng không? Mà trong khi cô Hằng nói rất là rõ là có một bà ở Việt Tân nào đó tới nhờ cô và fan cô tới giải cứu Sơn Minh Tệ. Đó là lời cô Hằng nói nha. Tại sao mày đánh tráo khái niệm, đánh tráo các câu từ của cô Nguyễn Phương Hằng? Có phải mày đang vu khống cho cô Hằng không? Hả? Và vu khống cho Sơn Minh Tệ không? Sao con người mày nó lắc léo vậy hả? Lương lẹo à? Mày nghe lại đi. Kính thưa quý bà con Phật tử, nghe bảo fan của ông Minh Tuệ rủ cô Phương Hằng đi thăm ông Minh Tuệ đã cùng nhau kéo xuống đường lật đổ Cộng sản. Và fan tôi cộng với fan ông Minh Tuệ xuống đường lật đổ chính quyền. Và xin là tổ chức Việt Tân sai bà ấy đến gặp tôi giao nhiệm vụ. Tôi ok xuống đường lật đổ chính quyền. Tại sao fan của ông Minh Tuệ lại làm như vậy? Trong clip như vậy á, mới cho mọi người thấy được con người mày nó lận lương lẹo, nó lắc léo, đánh tráo khái niệm, gấp lửa bỏ tay người như thế nào. Đúng không Lê Thị Miễn? Mày cho tao câu trả lời chính xác đi. Lê Thị Miễn, mày bảo là fan của Sơn Minh Tệ muốn rủ fan của cô Phương Hằng xuống đường để lật đổ chính quyền đúng không? Mà trong khi cô Hằng nói rất là rõ là có một bà ở Việt Tân nào đó tới nhờ cô và fan cô tới giải cứu Sơn Minh Tệ. Đó là lời cô Hằng nói nha. Tại sao mày đánh tráo khái niệm, đánh tráo các câu từ của cô Nguyễn Phương Hằng? Có phải mày đang vu khống cho cô Hằng không? Hả? Và vu khống cho Sơn Minh Tệ không? Sao con người mày nó lắc léo vậy hả? Lương lẹo à? Mày nghe lại đi. Kính thưa quý bà con Phật tử, nghe bảo fan của ông Minh Tuệ rủ cô Phương Hằng đi thăm ông Minh Tuệ đã cùng nhau kéo xuống đường lật đổ Cộng sản. Và fan tôi cộng với fan ông Minh Tuệ xuống đường lật đổ chính quyền. Và xin là tổ chức Việt Tân sai bà ấy đến gặp tôi giao nhiệm vụ, tôi ok xuống đường lật đổ chính quyền. Tại sao fan của ông Minh Tuệ lại làm như vậy? Trong clip như vậy á, mới cho mọi người thấy được con người mày nó lận lương lẹo, lắc léo, đánh tráo khái niệm, gấp lửa bỏ tay người như thế nào. Đúng không Lê Thị Miễn? Mày cho tao câu trả lời chính xác đi.